Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh một cây hoa lan bị thối. Với cách làm đơn giản này, ai cũng có thể làm được tại nhà. Nếu các bạn có những cây hoa lan như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Nguyên nhân là do chất trồng quá ẩm ướt nên những chiếc rễ này đã bị hư. Các bạn hãy cắt bỏ hết những rễ bị hư này. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn sẽ lau lại cho thật khô. Và phần ngọn trên đây vẫn còn xanh tốt. Các bạn đừng gỡ phần này ra để bảo vệ cho phần ngọn này được tốt hơn. Và các bạn hãy để cây ở nơi mát thêm một ngày. Các bạn hãy sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng, rất tốt cho hoa lan. Cho vào 1 lít nước. Và hãy để ở nơi mát một ngày. Sau một ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ đã khô lại, nó sẽ giúp cho cây phục hồi được tốt hơn. Và những cành hoa này chúng ta nên cắt bỏ để dinh dưỡng tập trung, giúp cho phần này được phát triển nhanh hơn. Và những cành hoa này các bạn đừng bỏ đi, vì những phần này cây nhỏ sẽ được phát triển tại đây. Và cách làm này mình đã có chia sẻ trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Vì khi chúng ta để như thế này thì ngay tại những vị trí này cây nhỏ sẽ được hồi sinh và phát triển. Các bạn sẽ được nhân giống nhiều cây hoa lan hơn. Sau một ngày, các bạn sẽ lọc lấy nước tỏi này.
các bạn sẽ đặt phần gốc hoa lan vào đây. Sau đó các bạn cho nước thổi vào. Và hãy để trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho phần rễ được kháng khuẩn khử trùng và phần này sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sử dụng phần còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho rễ được phát triển nhanh, rễ sẽ không bị nấm và không bị thối. Tỏi là chất hữu cơ rất tốt cho những cây hoa lan mau phát triển. Nó sẽ làm cho những chiếc rễ trong chậu phát triển được rất nhanh. Sau 30 phút, các bạn lấy cây ra. Rễ có màu xanh như thế này, cây sẽ phục hồi rất nhanh và dễ dàng. Các bạn hãy trồng lại với chất trồng khô. Và các bạn không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sau 5 ngày, bạn dùng một ít rêu để trên lớp mặt. Sau đó hãy cho nước vào. Các bạn để trong 10 phút để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta chỉ tưới khi chất trồng vừa khô. Các bạn không được tưới quá nhiều nước. Sau đó đậy lại, đặt ở những nơi thoáng mát và có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Cây đã bắt đầu phát triển được rất tốt. Những chiếc rễ đã được phát triển rất nhanh. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách cho ăn để giúp cho cây nhỏ này sẽ được lớn nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng một tép tỏi và hãy làm nát ra. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước này.
sau đó hãy tưới vào gốc của cây 2 tuần một lần. Và nó sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh hơn. Và mình sẽ đậy lại. Các bạn sẽ để vào vị trí cũ, không được dịch chuyển chậu cây. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Cây đã phát triển được rất tốt. Rễ đã phát triển được rất nhanh. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để phục hồi rễ khỏe. Và cây hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mình đã có chia sẻ trên kênh. Đến giai đoạn này, hãy cho thêm một ít rêu để giúp cho những chiếc rễ này phát triển và giúp cây tăng cường, lớn nhanh hơn. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.